Mấy ông này lẹ thiệt chứ, mới xuống tới dù mới quăng xe cái đùng đó là thoát y ra rồi. Cái gì nhiều? Cái đói hả? Ủa, rồi lấy cái gì ra? Hầm cua hả? Hầm cua. Hầm cua, hầm cua hả? Lấy đầu đựng. Khui khui cái đầu tiên. Khui. 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 Đã trời dễ ăn ta. Nè nè, lấy đồ bỏ vô đi tí. Này có bộ dễ ăn hơn hôm qua nghe. Từ từ đi. Rồi chào bạn nha. Thì hiện tại em đang ở Đầm Dơi bạn. Bữa nay thì anh em di chuyển xuống tới Đầm Dơi luôn rồi. Bữa nay xuống đây quậy nữa. Này đi bắt vuông. Ủa cá đối bự. Ủa cá đối đó mình nướng một cái nha. Chưa chưa. Này gì đây? Đối luôn. Cá kèo. Ủa gục phi. Quá. Đổ con nó ra đi. Chó được con đó. Cho anh cá nóc cái gì ơi. Cá nóc. Phải không? Cá nóc mít gì nữa. Phải không? Nó gì nữa có cái đuôi đó. Con đầu tiên. Có không? Giật giật không? Này làm gấp quá. Thì không có thì mình chơi thiên nhiên mà. Kìa 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 kìa. Ôi. Hai con cua. Ê rồi, kệ đi nhỏ quá đi cho nó đi đi. Nó gách rồi ông nội ơi nè. Má nó đâm nó hụt trời. Gách lỗ chập bá rồi. Đây nè. Mà cua bự không lọt đâu. Gách lỗ bành kia nó chui hết con rồi. Đâu lọt đâu. Khui nữa. Nhiều cá vậy Dương Tư? Ôi trời, này cá quá cá luôn. Rồi chất quốc rồi. Ờ nguyên con cá nóc mít. Trời cá nóc đi đặt cua. Cá còn sống luôn nội ơi. Đặt lại đi. Cá nóc. Lúc mít, lúc mít á. Tôi ra đây hết rồi hả Dương Tư? Rồi bây giờ mình đi ra vuông đi. Đi. Ô. Cái này chủ yếu là mới có khai trương chơi thôi. Này là thử lửa nhẹ cái ha. Rồi đi kéo cái trẻm. Này tiếp tục xuống Đầm Dơi quậy. Từ sáng giờ tự trên nhà đi xuống đây bạn cũng xa bà cố luôn. Từ ở sông Đốc xuống tới đây. Đuối 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 mới tới nơi là nhào ra vuông khai trương này có lưới luôn rồi đó. Chào các bạn nha. À. Chị như nhảnh nè. Chào các bạn nha. Lên đường thôi, tiếp tục hành trình. Đây có cua kìa. Hôm qua đi cắp cua thôi chứ bữa nay là đi lấy công khai luôn á. Đây dài dài vô thăm lú đã luôn, lú lưới về đầy đủ luôn nè, cá chạy kìa, đùng đùng luôn kìa. Lên đường thôi, ông nghèo thấy gì ông sung ba khía chứ không đuối trước. Ê cua kìa, ủa phải. Con cua. Ông nhiều ông sung ba khía là ông làm trước mà họ ông đuối trước à. Hôm qua chưa trơn ông đuối rồi. Ê con gì nó sắn vô rõ cái đụng rồi vậy. Ghê gì. Đó đó có cái phao đen đen trước kìa. Ai biết. Chỗ nào rộng rộng á. Trước mặt kìa cục đen. Khui khui. Tồ cá chạy kìa. Không bây giờ mình lấy tay lưới cái... Lấy tay lưới gô phi vô đây mình dẫn trong đây đi, hồi ra anh thấm. Cái nâu hả? Đó, 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 cái phao kìa. Khui, 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 khui. Ủa, cua, cua, cua. Đó, không lấy cái thùng đựng. Bỏ vô khoang nè, bỏ vô khoang nè. Được con cua đầu tiên. Ủa, cua thứ ba rồi. Cua này cua thịt. Ồ cá gì nhảy đụng đụng ghê vậy ông nội. Con mang cá chẽm đụng giò sướng lắm. Cua này em cho ăn cái gô phi. Nãy cho ăn cá nóc, cá nóc nãy có cái kia còn sống luôn. Ồ con cua kìa, trong hang kìa. Kìa nó hụt xuống kìa, rồi sao bắt. Họ vô lú con cua chà bá luôn bạn, trong hang hụt. Trúng ổ rồi.
Kìa thấy cái phao đen đen là phải rồi đó nha. Ồ cá nâu chạy. Thôi thôi cua này không dám thục. Cua này nhường cho anh nhiều. Kìa hang nhóc trơn kìa. Kìa kìa con bà khía chà bá luôn. Bà khía bà khía. Ở hang cua nè. Tại lưới kia dặn đâu? Này chắc không có cua á. Có à, hai con. Lụm. Con này nhỏ vô phải ơi. Kệ đi, có bắt đi. Có lụm à? Dạ không. Rồi bà giục nó trở lại đi. Ờ ông cho ăn cái đầu cái cua phi vậy nó che vô con cua nhỏ là phải rồi. Có nguyên con cá phi rồi vô. Bỏ lại chưa? Hay là tao móc, tao bỏ nguyên cái nâu chà bá là cua bự vô à. Ông xung ba khía vô giờ ông bệnh nữa. Hôm qua lợn bắt lợn qua bữa nay bệnh luôn rồi. Trời. Cá. Cá gì nó chạy, đục xình luôn cái chém. Đã, thiệt chứ. Kìa phao kìa, thấy phao rồi đó nha. Thấy phao rồi đó. Cái này nhiều nè, ngay đóng chà ngon quá nè. Ờ khúc này gọng thênh thang dưới đây. Trời ơi chạy kìa. Trời thôi lỗi, thôi lỗi, thôi lỗi. Ê, ê chặt cho cái vô hang không bắt nó. Thôi lỗi bự. Trời ơi trời. Cho cái đuôi cái cục phi ốm quá nó không vô rồi. Nó vô hang rồi. Thục thục thục. Ồ cái hang còn hơn cái lỗ bơm nữa. Thôi lòi cùm tay luôn á. Giăng lưới gì trước. Kéo ha. Giăng cá nâu. Ừ ngoài đây gọng thênh thang. Cá chạy coi kìa. Thấy mê không. Dạy vô đi. Tới đâu tính tới đó. Dân xéo qua góc đó đi. Thăm cua, thăm cua, thăm cua. Thầy gì bơi ngoài không đi. Ui, nặng cái gì? Nặng là có rồi. Nặng là nó đó. Ô, cua chà bá luôn. Cua gạch. Rồi đưa lên. Hên hên hên, vô rồi. Rồi, giăng lưới, giăng lưới. Rồi, giăng lưới. Giăng lưới mình cũng chụp á. Quá trời cá, ông chạy rồi kìa, cá chẽm không nổi ơi. Thăng đi vậy ơi. Thăng đi, thăng đi. Trời ơi, trời ơi, cá chẽm nè, tí đâu vậy? Quá trời, cá chẽm. Cái gì? Kiểu này đi, sợ cái gì? Đâu có đâu, tao đang kéo nè, sợ đi. Kéo đi, kéo đi. Trời ơi, chạy. Mày không sợ chứ. Cái nè, từ từ chứ, không tiền bạc gì chứ mà. Để em bơi lại liền. Dạ. Bỏ nó đó nghe. Dạ. Lưới gì dài vậy trời? Dài cũng chơi nữa. Ê, cá bự, cá bự. Chờ đeo quậy coi. Dính cá sấu cái là sướng sướng à. Thôi thôi thôi, thôi giúp nổi rồi. Giúp có gì coi. Còn không? Rách lỗ chập bá luôn. Đó con cá gì đó. Dài dữ vậy. Dài dữ. Nó bao nhiêu cặp bé nữa. Cái này cái gì trời. Cái gì vậy. Hả. Ê cá nó ngon đó. Cá đã trời đẹp sao vậy. Cá, cá mè dinh á. Mè dinh á. Mè dinh á. Cá chiên cá nâu cá cá này cá bạc quá ông nội ơi. Chưa có hết nữa gì. Cứ dữ dằn lắm. Cá đẹp thiệt. Nhớ không ạ. Ê cái mũ em cái anh dặn Nguyễn ơi.
Ồ, cá đẹp ghê bạn, xịt sữa luôn nè. Ờ, giống con cá chim mà người ta phơi, người ta bán quá vậy. Cá chim đó. Chim hả? Chúc chim rồi. Phải không? Vô rồi. Sao thấy giống con khô cá chim người ta bán quá vậy? Chắc nó. Cá chim cá béo cái gì? Ủa con cua chà bá luôn kìa. Rồi đổ nó vô phang luôn. Ướt kéo của anh. Chà bá luôn. Tí. Mua đây gạch không ha. Ừ. Bên đó có nữa hay gì kìa, phải không? Giống rồi vậy. Không nghe mày. Kém là gì đã đóng rồi. Có là nhảy đùng đùng rồi. Bên đó nước sầu quấy à. Đâu có đâu, mình cuốn đi luôn á. Bà đi ảnh đi bà, đâu gì là biết luôn. Đâu có đâu, mình đi qua bển luôn à. Thì anh ta mở cái đó đi, em đi đi, em đi thẳng qua luôn, em mở đi thẳng luôn. Đây dính tôm nè. Ở bắt được. Dính được tôm số. Không đậy nắp lại nó bò ra không? Trên đó nó kìa, phải không? Thấy đen á. Nè, cắn nhóc chân kìa. Trời ơi, mấy mảnh nhóc chân kìa. Dậm á. Rút này nè. Dính rồi đó. Nằm lưng rồi đó. Xếp anh đi lưới dậy đi, xếp anh đi. Bỏ lại nó đi, anh đi lại đẳng nè. Rút này chẻm nhóc luôn. Quậy đục. Người mày, đuổi chạy rồi. Hơn cá sấu nữa. Bao gốc nữa là vô. Quậy thôi. Ủa quá trời luôn rồi. Kìa nó nhảy nặng kìa.
cho. Để lên kia quậy xuống, đừng có lên nữa. Nghe nhấp chẳng quậy xuống. Để mày lên. Trời ơi, cám ăn không à, ông nội ơi. Lên nó chà kia đúng không? Cám ăn, để từ từ đi, để mình kéo cái đít này vô cái mới được. Bỏ vô chung với cua luôn được không? Gì được rồi. Gì được rồi. Bỏ chung với cua luôn được không? Cảm ơn này, cảm ơn này. Ok, sóc trăng ơi. Dạ, dạ. Tính liền. Rồi. Ủa, con cá nó vậy, hậu hậu vậy? Cá dạ, bỏ lại vô sạp đi được không? Nhảy không? Đi lên trên đó. Đi, đi, đi. Ôi, con cá đã nữa rồi. Đây, đây. Đây, chỗ cua. Thanh rồi, cái đó thanh rồi. Trời, dính rồi kìa. Thấy trên đó. Ủa, bữa nay không có lội dưới, chạy lên bạc rồi. Nói chừng không? Chắc cá măng không phải cá chẻm quá. Thấy con nó ụt lên dài dài không à? Đậu đây đi. Xuống xuống quậy ơi, anh cậu Nguyễn ơi. Quậy à, đỡ cha. Đi á. Anh xách mé cái. Ê, cua. Cua bắt đi. Cua. Cua đâu? Ê, cua bắt kẹt rồi ơi. Chụp nó. Chụp nó đi. Được không? Nó hả? Thấy 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 con đang uống gì thả đi. Ây da, chết luôn rồi. Đâu hả? Hả chà. Đây đây. Đến được cua là dở hoài. Nhỏ quá thả nó đi. Bắt được cua biển nha, đừng khi dễ bắt cua đồng à. Anh đi giúp bé đi, bé nó ém gì vậy hả? Ém dữ vậy. Đuổi nói nè, không quên nữa nha. Ơi, lộp xuống kìa. Không dính. Bên kia còn mấy trăm lộp nữa kìa. Kẹo đang ngầu quá. Cái lộp nó thăm chưa? Chưa. Thăm đi, cứ thăm lộp đi. Thăm lộp đi. Rộng nhắn mà dịu lắm. Thăm lộp cua các bạn em. Trời ơi, nó dính rồi, dính rồi. Nó mới giữa lưới nó nhảy đó. Trời, nó dính rồi. Đi đâu vậy anh Nhật Nguyễn? Đi nè. Chị ra đây coi. Trời ơi. Không có cua bỏng gì đâu. Đó, dính từng con á. Yếu lắm, hiểu không? Nhỏ quá. Quá trời ơi. Cuốn lưới đi lên đầu trên đó đó. Đỡ cá rồi các ơi. Cuốn lưới đi lên đầu trên. Anh Nhật Nguyễn, biết đỡ cá dễ gì mèo đi.
thì cạo chả ngon rồi. Măng này măng gì đi, biết măng gì mà dài dữ vậy. Ủa cá này có xương hôm không? Lên chút chết ha. Quậy đùng đùng ngon dính. Đây con này, con nè. Đắng kìa, đắng kìa, lói ghê lại đắng. Chém đã nhảy dữ lắm rồi, cố đi, cố đi, mệt quá trời. Ba con đi trời. Muốn mấy con, muốn mấy con. Rồi dẫn đi cắt cá bản luôn đi. Anh dạng mày xuống được cái dưới cái sông sâu á. Có cái kinh chứ làm gì cản được. Em một cái đi nữa. Ơi đuổi vô mày, kéo cho lưới vô vậy mày. Không có đâu mày gà lại đi, đuổi sao chạy nổi đuổi. Anh ấy chỗ mấy con nó ra chưa kìa. Không có, nó chạy ngược lên chứ ra vậy. Ngược qua. Thọn à. Cà ký á. Ủa anh nói là nó không có xương không? Điếm nhạc ơi. Bỏ đi. Kìa. Điếm đâu quá xảy rồi. Ở ngoài mà, cái lọp ra mà. Dính ra, dính cá cho nó gì đó. Ủa. Ra chưa rồi. Lại lên chảnh đập nó chạy xuống dính lên rồi, khỏi cần kéo. Đi kéo đi kéo. Lẹ lẹ lên. Dính nữa hả bạn ơi.
cá gì quên rồi ta? Cá măng. Cá măng. Ra nữa rồi, nó ra con có bự đó. Cút lưới đi, cút lưới đi. Cái gì rồi? Cái gì rồi? Vuông rộng mênh mông bát ngát, rộng hên thang đây lúc trên lộ vậy. cua cái lúa cua. Mày hả cua? Chìm cá sấu đó nha. Chìm cá sấu đó. Đó. Nằm trên khơi luôn. Khui. Phao khuyết gì vậy? Trời ơi, cua mập lù luôn. Bắt luôn, có con nào bắt đó đi. Khách sáo gì không biết nữa. Bắt nào đầy phang đó thôi. Khui, hai ba con coi. Nặng không? Đó, lũ càng. Im vuông là ngon hả? Gạch đâu lại nó? Anh cố im vuông. Gạch nó còn non, gạch non ha. Con cá này kìa. Này dân kinh nghiệm tao biết mình thua.
Đưa lên luôn. Đưa lên phải bỏ luôn. Ý. Rồi chắc chắc vớt rồi, thấy cá của Huy mới còn nguyên hiện biết rồi. Cây nó cua bò giết chết luôn rồi. Bấu lủng lỗ à. Ghê thiệt chứ. Kẹp đứt gốc luôn. Hả? Ôi cái hang cua này khủng luôn. Thôi đi ông nội đừng dụ. Hang con này là cua khủng giống á. Ê nãy bắt dính được con nha, giỡn quá. Thôi không chơi. Thì móc đi. Thôi không chơi, đừng dụ. Không chơi. Hang nó cua chập bá nằm chổng luôn. Nó vò bò lên kìa. Dự đoán lập này ba con phải không? Ba con hả? Đâu phải là lợp đâu ông nội, khúc cây má ơi. Mới vụ rồi. Khúc cây. Đường này ngon quá không đặt ta. Rồi tiết một thăm hai tay lưới. Ba mạng. Dính không ngừ mới sợ luôn. Chìm mất tiêu lưới luôn rồi kìa. Xe diện dữ lắm gì rồi. Này dính dữ rồi, chìm lưới luôn rồi. Khui. Có con gì đâu. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Có con cá gì trắng trắng là cá thứ nãy đó. Cuốn luôn đi. Dở gì ta, chắc dính vào bụi lá rồi. Con vuông này không có thấy cá Phi hết ta. Ôi cá này không à, đó cá Phi bả anh tung luôn kìa. Gỡ đi má ơi, vụt không? Thôi không vụt đâu. Cá này cá Phi mà có vụ Đà Lon hả? Phi bự lắm, bự nhằn nhít nè. Ủa ý con cá, cá heo, cá heo. Cá là ngon lắm á. Cá nào cũng ngon chân ha. Ồ cá Phi ngon lắm. Khúc bụi lá này dính dữ nè. Ồ má cá Phi ngon lắm. Ồ nguyên tàu lá ngon lắm. Ủa, ủa. Không vuột đâu, gom vô. Không vô, không vuột, không vuột. Con heo, con Phi. Ngọ lý lắm nghe. Heo Phi, heo Phi. Lý của Lý. Còn cây nó đâu? Kìa. Cái đá nó qua bển. Đá nào? Đá nằm đây hả? Ừ. Lưỡi này thơm nè. Đầy không dính nè. Mùi lá im quá im. Cách chục con rồi. Ồ sát mé gì không dính kìa. Dở thiệt chứ. Trời ơi con vạt kìa ông nội ơi. Nó bay không nổi luôn. Mập quá. Đậu gãy cây luôn kìa. Mập hơn Giả Nguyễn nữa sao mà. Lọn cọng lưới nó qua buộc lại luôn cho nó. Lỡ cuốn rồi để nó gối. Nó có cọng dây đây đâu. Dạ. Rồi mới nhậu với con đó đó. Mập hơn Giả Nguyễn nữa bay sao nổi. Không phải nó mập hơn ông. Mập hơn ông ngon rồi. Mập hơn là mỡ dữ lắm á. Ui lên cái cạch. Ồ, con lý lắm á. Cá ngon không à. Mình đỡ này. Còn cá heo bự dữ vậy. Em gái sóc trăng gỡ. Để đi hồi vô nhà gỡ. Đây nè, đây nè, trước mặt nè. Chỗ tàu lá nè. Tà này mới giữ nè. Đây nè. Thì đâu qua đâu vậy. Qua vô mé bển á. Chìm phao luôn mà. Chìm phao luôn rồi. Chìm phao luôn, chừng nãy lội ai đậm xịn chứ. Nó còn câu hết heo rồi. Khui. Nãy mới dặn thấy đầm dữ lắm. Ồ, quá dính rồi. Sảy à, sảy chỗ này nhớt không. Quá dính rồi. Minh hình gì ta. Cái này vô
không thấy có mồi ơi, như cua ấy đủ vốn rồi. Tại em thăm hết nhóc. Còn nhiều lắm rồi. Còn nhiều lắm. Đó cá gì bự quá vậy? Sảy luôn rồi. Dựa à. Nó chắc mấy cá măng quá. Trời ơi gắt lỗ. Ủa sao mà sảy nhóc kia trời. Còn cái hang gì ghê không nội. Mấy dính đẳng con kìa. Phi. Ê. Tôm. Tao chọn tôm bự, bún vỏ cóc gì á. Trời ơi, tôm thì tối nay mặc sức mà lấy. Thôi kìa đặt đi kìa. Đang lấy nước vô mà. Chờ tới tối mới có. Khi thêm về mà. Bún vỏ cái bốc kìa. Sú quá. Sú, sú sú chân vàng á. Trời ơi, dính cả heo bự rồi. Quá. Rồi dính dài bên đây quẩn sinh kìa. Ê cái đuôi đó làm gì? Cái đuôi đỏ mà. Không phải cái gì á kìa. Ở cá phi đực. Cá phi Trung Quốc. Xinh lẹ à. Ôi cá phi nó bự đó. Cá phi trái hay gì đó. Bự lớn quá hay gì đó. Phi uống nu rồi, phi nó vàng khè đã thiệt. Ồ sảy cá gì đó. Sảy cá đó bự đó. Nó sảy cá bự. Bự nó mới sảy được. Cuốn lưới lên luôn thấy không? Tay này không không bằng, không chất lượng của tay nãy. Ừ, tay nãy. Im quá. Chưa biết vô tới bến lụm cua nè. Tay này được con phi bự. Hai con phi với con heo cái gì. Ba con heo phi. Rồi lên vô mấy. Nước đây lạnh quá ta. Đâu vô đâu chút còn rau hết con mò nữa mà vô cái gì. Trời con phi bự. Bảy không à. Làm nước đàng hoàng. Nước này lạnh nước chảy. Lạnh ngắt luôn như nước đá. Phi bá. Heo. Cái heo nhìn đá này chứ. Cái heo giờ nhúc con heo. Không mà thấy con heo chắc không ăn không ngon quá. Thấy cứng ngắt vậy. Ê. Như bản đi. Đâm vô đít là thành măng đít. Cá này đã. Qua wow, cá. Cá bà già. Phi bự ghê thiệt chứ. Màu đá thấy mặt còn lù. Cái gì luôn. Lấy lưới này nè bao cái mò. Không có đó đó, nó màu lắm. Nó chưa dính thôi. Chút dính. Ok nó mập. Mới ra vô. Ủa nãy là nhớ con phi bự sao ra hai con ta? Hai con. Hai tay mà. Rồi mỏ nó dậy rồi nè. Nó dậy cái la hắn rồi. Mỏ dậy trang cá phi nước mặn.